Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện lời giải của bài toán. Trước hết là làm câu A, tìm giao tuyến của SAB và SCD. Chúng ta sẽ copy hình này xuống. Và nhớ là chúng ta đừng có xê dịch. Đây, copy cả cái câu hỏi này xuống để cho mọi người nhìn cho nó rõ. Bây giờ tôi cũng không còn nhớ là phải giải các bài toán này như thế nào nữa. Để có thể là nó sẽ sai. Chúng ta đang chỉ học cách thể hiện ý tưởng thôi. Bây giờ chúng ta tìm ra tuyến của SAB và SCD. Qua điểm trung S, chúng ta vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng DC thuộc mặt phẳng SDC. Đó là chính là đường thẳng T. Rồi cũng qua điểm trung S, chúng ta vẽ một đường thẳng song song với một đường thẳng thuộc mặt phẳng SAB. Đấy chính là song song với đường thẳng AB. Cứ gọi cho là một đường thẳng nữa, gọi là T phẩy. Thì chúng ta thấy là hai đường thẳng T và T phẩy này là trùng nhau. Thì đây chính là lời giải. Trước hết thể hiện là cái hình vẽ, còn bây giờ chúng ta sẽ thể hiện là có hiệu ứng luôn. Thì chúng ta sang cái mục bật hiệu ứng luôn. Chúng ta phải vẽ một cái đường thẳng này trước rồi. Rồi chúng ta đặt hiệu ứng, đây là hiệu ứng wave. Hoặc là hiệu ứng, chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng mà nó tỏa từ giữa ra. Đây là đường thẳng T. Chúng ta cho T xuất hiện. Rồi cũng qua S, chúng ta vẽ một đường thẳng T phẩy. Chúng ta copy một cái đường thẳng màu đỏ chẳng hạn. Và chúng ta cũng đặt hiệu ứng nữa. Rồi chúng ta cho cái T phẩy này xuất hiện. Thì T và trùng với T phẩy. Đấy chính là thẳng này. Và chúng ta sẽ bật hiệu ứng lên. Qua điểm S, chúng ta vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng DC thuộc mặt phẳng SDC. Chúng ta có đường thẳng T. Rồi tiếp theo, qua điểm S, chúng ta vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng AB thuộc mặt phẳng SAB. Đường thẳng đó là T phẩy. Hai đường thẳng này, T và T phẩy trùng nhau. Vậy giao tuyến của SAB và SCD chính là đường thẳng T. Rồi xong câu A. Chúng ta copy đáp án này thành một slide nữa để chúng ta làm một cái slide đè lên. Tuy nhiên để mà copy thêm cái đáp án B này có chỗ thì chúng ta lại phải dịch cái này lên, đúng không? Vậy thì chúng ta phải copy hai cái dòng này xuống cái slide này để cho nó giống nhau. Những cái này thì chúng ta xóa lên. Việc điều chỉnh hai cái dòng này vừa nãy là để cho cái A này đỡ bị xê dịch. Còn cái dưới này nó chỉ là thêm cái dòng B thôi. Tiếp theo gọi M thuộc SA. Như vậy là ở cái đáp án này chúng ta chưa có điểm M. Đáp án A chưa có điểm M đúng không? Nó chỉ có hai cái mặt phẳng này thôi. Gọi M thuộc SA, xác định thiết diện MBC. Chúng ta cần phải thể hiện bài trước là MBC. Ở đây đều là các đường khuất cả. Nên chúng ta cần phải vẽ tách rời. Chúng ta gắn đường đứt F4. Rồi. Trong slide này chúng ta bỏ hiệu ứng đi. Bật lên có cái đường thẳng T này, T phẩy này rồi. Tuy nhiên cái này là chúng ta phải minh họa cho điểm M xuất hiện đây. Rồi các đường này lối này, đó chúng ta phải minh họa cái đề trước. Chúng ta gán xuất hiện điểm M này. Rồi xuất hiện chữ M. Đường thẳng này chúng ta dùng hiệu ứng wave là gạt. Chúng ta đặt chiều cho nó là từ đây này sang đây đó. Rồi cái này chúng ta cũng dùng hiệu ứng wave này. Đặt chiều từ trái qua phải. Hai cái này chúng ta đặt là after. Chúng ta bật lên xem. Như vậy là vẫn y nguyên cái đường thẳng trước đúng không? Sang này, A là thuộc slide trước này, B này
chúng ta bật cái câu hỏi lên là B gọi M thuộc SA, xác định thiết diện MBC, thì chúng ta bật lên M thuộc SA, xác định thiết diện MBC với chóp SAB. Đó, đấy là đề bài. Để xác định thiết diện của MBC với chóp SAB, cái này tôi cũng không nhớ được chính xác hơi giải như nào, nhưng mà đây là tôi giải theo cách của tôi nhé. Là chúng ta cần phải xác định được cái điểm, một cái điểm nào đó của cái MBC này giao với cả SAB. Thì để xác định cái điểm đó thì chúng ta cần phải xác định một cái giao điểm chung. Trước hết là một giao điểm chung của SAB với cả MBC. Thì để xác định giao điểm chung này là chúng ta sẽ phải vẽ một cái đường chéo này, đúng không? Trong cái đường chéo này chúng ta sẽ xác định được cái điểm Y ở đây. Và từ điểm trung điểm Y đây, cái tâm Y đấy, chúng ta kéo một đường này. Ở đây chúng ta đặt là Y đi. Thì trong mặt phẳng SAC có đường thẳng SI và có đường thẳng MC giao nhau tại một điểm K chẳng hạn. Chúng ta xác định được cái điểm K này vừa thuộc mặt phẳng MBC lại vừa thuộc SAC, là thuộc SABCD. Đấy là cái điểm giao điểm chung. Và từ cái này chúng ta kéo một đường thẳng từ B nối câu K, cắt AD ở tại một điểm, này là điểm N chẳng hạn. Như vậy N thuộc BK thì có nghĩa là N cũng thuộc MBC đúng không? N cũng thuộc SD thì N cũng thuộc SABCD. Thì N này chính là điểm chung của MBC với SABC, nghĩa là điểm chung thứ tư đấy. Thì chúng ta nối các điểm này, chúng ta đưa một cái thiết diện là BMNC. Đấy là trình tự mà chúng ta thể hiện. Các cái đường này là đường đứt, đường này cũng là đường đứt. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hiệu ứng hai cái đường chéo. Tiếp theo là đường thẳng này là cũng là đường thẳng khuất. Rồi, rồi đến K này xuất hiện. Tiếp theo, đường thẳng NB này. Rồi điểm N xuất hiện. Tiếp theo là nối các điểm này. Giờ thầy bật lên nha. Ồ, điểm Y này. Chúng ta cho nó xuất hiện ở sau hai cái đường chéo M thuộc SA này. Chúng ta có mặt phẳng MBC, xác định thiết diện của MBC với chóp SAB. Trước hết là xác định hai đường chéo. Cái này để mà thuyết minh thì chắc là phải cô giáo, cô sẽ có cách thuyết minh hợp hơn tôi đúng không? Chúng ta chỉ đang thực hiện cái mang tính kỹ thuật thôi. Như vậy là xong cái phần này đúng không? Để cho nó rõ hơn, chúng ta có thể vẽ một cái như này. Cái này thì không cần thiết phải đường viền. Đặt chambers. Chúng ta có đặt đạo wife từ phía trong người ta. Sau khi tìm được cái thiết diện rồi, chúng ta làm cho nó mất những cái đường này đi. Cái này có thể gấp ra.
Gấp cái này vào rồi. Đó. Chúng ta sẽ rõ hơn thiết diện rồi. Như vậy là xong câu B đúng không?